đấy, cái bọn nó đang ăn con tôm này. Đấy, đây này nhìn nhá. Nó nuốt cả con tôm này này. Đấy chưa? Nó định nuốt cả con tôm này này. Không có gì. Thực ra anh đã mơ một giấc mơ để nó làm cho anh cảm thấy rất sợ. Đó là một bí mật của anh mà anh muốn nói ra thôi. Anh xin em, đừng có nói chuyện này cho ông với mẹ của anh nghe. Họ sẽ lo lắng không đâu đấy. Bây giờ anh phải đi ngủ vì ngày mai còn phải đi làm nữa. Chào em. Hôm nay mình có gì thì đi, hãy đi bảo đấy.